Thưa quý vị và các bạn, đào tạo lý luận chính trị là yêu cầu bắt buộc đối với hầu hết cán bộ đảng viên, đặc biệt là cán bộ quản lý. Tuy nhiên, không ít người cho rằng các môn học liên quan đến chính trị thường khó và khô. Nhưng với nỗ lực đổi mới, các môn học chính trị hiện nay đã hấp dẫn hơn. Chúng ta cùng tìm hiểu về cách làm tại trường chính trị Lào Cai, cái nôi đào tạo cán bộ của tỉnh. Môn nhà nước pháp luật, lớp trung cấp lý luận chính trị tại trường chính trị tỉnh. Đảng viên đóng vai trò dẫn dắt, học viên cùng chia sẻ, bày tỏ quan điểm cá nhân. Với phương pháp này, giờ học không chỉ sôi động hấp dẫn hơn mà đã giúp cho học viên nắm được nội dung cơ bản ngay trên lớp. Những môn chính trị ngay từ trước đến giờ học thì đều là những môn khá là khô cứng và khô khan và sẽ khó dần tiếp thu. Thế nhưng mà khi mà vào học các môn thì qua từng bài học của các thầy cô thì tôi cảm thấy rất là bất ngờ, bởi vì là từ một thứ rất là khô khan mà tôi nghĩ ban đầu thì tôi lại được tiếp nhận bằng rất là nhiều phương pháp mới lạ. Các thầy cô đã rất là ứng dụng vào những cái vấn đề thực tiễn trong cuộc sống. Với phương châm nâng cao chất lượng đào tạo, trường chính trị tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo triển khai các giải pháp phù hợp với đối tượng học viên. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp giảng dạy, cách kiểm tra, đánh giá học viên, lấy phiếu phản hồi của người học đối với giảng viên. Xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng và đổi mới giảng dạy là hai nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác nhà trường. Để làm được cái việc đó, thì nhà trường đã đề nghị với tỉnh, rồi đã cử các đồng chí đủ điều kiện để đi hoàn thiện cái chương trình lý luận cao cấp cho từng giảng viên, tổ chức cho giảng viên tham gia các hội thảo khoa học ở nhà trường về nâng cao chất lượng giảng dạy, mời các cái giáo sư, phó giáo sư của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lên giảng cho giảng viên nhà trường về các cái lớp về phương pháp giảng dạy tích cực. Đội ngũ giảng viên của trường chính trị Lào Cai hiện có trình độ lý luận chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, đặc biệt là thành thạo kỹ năng sư phạm, áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, tăng tính tương tác, tạo hứng thú cho cả giảng viên và học viên trong mỗi môn học. Giảng dạy người lớn khi mà họ có cái kiến thức thực tế rất là sâu rộng ở các cái vị trí công tác khác nhau. Thế bây giờ gắn lý luận với cái thực tế cuộc sống của họ thì đổi mới phương pháp giáo dục chúng tôi đã làm những cái việc rất là cụ thể. Ngoài những cái phương pháp thuyết trình thì như là chúng ta nói thế nào cho nó hay, thì các cái phương pháp khác, ví dụ như là đối với những cái bộ môn mang tính chất hướng dẫn nghiệp vụ thì chúng tôi đổi mới bằng cách là xây dựng các cái tình huống để học viên tham gia đó giải quyết vấn đề và tự kết luận được những cái gì mình phải làm và quay trở lại là thực tiễn. Cùng với đào tạo trung cấp lý luận chính trị, trường phối hợp tốt với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đào tạo các lớp cao cấp lý luận chính trị, cao cấp quản lý kinh tế và bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học. Đây là những giải pháp thể hiện quyết tâm đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ của nhà trường.